Vâng, hello, chào anh em nha. Sáng nay em thịnh mình sẽ lên cho anh em mình hai mẫu xe dòng hatchback, chất xe rất là đẹp mà có cửa sổ trời và là xích tự động luôn. Thì giá tiền nó chỉ hơn 300 thôi. Thì mời anh em đi thêm một vòng nha. Đây là em Hyundai Accent anh chị, 2014 series không lỗ nhỏ, đúng xe gia đình luôn nha anh chị nha. Đời 2014 chạy mới có 60.000 thôi anh chị, cửa sổ trời, máy 1.4 tiêu hao nhiên liệu 100 cây tầm khoảng 6 lít rưỡi thôi anh chị nha. Đó, rất là sang trọng và đẹp luôn anh chị. Ha, à, đúng chất xe cộp gia đình, không lỗ nhỏ. Mâm lớp vỏ còn gì cui luôn nè anh chị ha. Chất xe đẹp, gương kính gập nè, cửa sổ trời nè anh chị. Đó. Màn hình thì chưa có Android nha anh chị, màn hình cơ bình thường thôi nha. Đó, số tự động nè. Đó, vô lăng có nút tích hợp nên chị chìa khóa riêng theo xe, trần nỉ riêng theo xe, cửa sổ chơi, túp lô túp ly, túi khí an toàn đầy đủ, chất xe rất là mới và đẹp. Anh em nhìn cũ số nè, xuất sắc luôn nha anh chị nha. Bát cửa bản lề theo chỉ riêng nguyên bản hết anh chị nha, không lỗi nhỏ. Này nhìn cái mâm đó, rất là đẹp anh chị nha. Đó, quá đẹp luôn. Đó, không biết anh em mình thấy sao cho em thấy đẹp anh chị ha. Form này đời này 24 giờ là quá đỉnh rồi. Thì kế đây thì có một xe Toyota Yaris đó anh chị, Yaris đời 2015 ở nhập Thái Lan, xe đẹp không lỗi nhỏ luôn chị nha. Máy có 1.5 thôi. Ủa, máy 1.3 hả chứ? Máy 1.3 anh chị. À, đúng rồi. Máy 1.3 anh chị, 398 nha. Giá này em đang xả cho anh em mình ha. Và có bớt nha, và cũng như trong clip này á, anh em nào có comment có bình luận á, anh em đến xem xe em bớt anh em từ 1 cho đến 5 triệu nha. Đăng kiểm tới tháng 10, xe rin không lỗi, xe đi tới 70.000. Xe này đi 70.000 anh chị ha. Toyota Yaris đó, nhập Thái đó, chạy cực kỳ sướng mà ngon luôn đó. Kêu chỉ rồng về máy về nè. Nói chung thì xe này rin hết 100% luôn anh chị đó. Anh em có thể đến đây tham khảo lấy thử, chạy thử cùng em ha. Nguyên cái dàn ghế là ghế nỉ luôn nè. Số tự động rất là đẹp nè. Màn hình Android chà bá luôn nè. Túi khí quanh xe luôn nha anh chị nha. Vô lăng rất là mới và đẹp luôn. Trần thì nỉ rin theo xe luôn nè anh chị đó. Dàn ghế nỉ theo xe luôn. Túp lô túp ly rin nguyên bản anh chị ha. Kêu chỉ cũng vậy đó. Thì giá này thì nó quá ok và hợp lý, hơn 300. Đó, anh em có thể qua lựa chọn chạy thử lái thử. Còn những xe mà cung cấp giống như là em còn Spark này, em còn Morning, em còn Vigo, em còn Ego, còn nhiều lắm, anh em qua lựa nha. Địa chỉ cửa hàng anh em cứ gọi Google Thịnh Bến Tre, địa vị trí là tới rồi. Thì anh em nào mua xe liên hệ cho nhân viên và bạn nhân qua số điện thoại là 0866 6789 71 nha. Em cảm ơn ạ.